Người lính Cụ Hồ giản dị ăn vội bữa cơm, lấy sức lao vào lũ dữ cứu đồng bào Kỳ Sơn miền Trung. Rất nhiều người trong chúng ta tại thời điểm này đang ung dung ngồi lướt web vui vẻ tán gẫu với nhiều câu chuyện tiêu khiển nhảm nhí trên mạng xã hội. Thế nhưng cùng chung sống trên mảnh đất hình chữ S, đồng bào ta ở miền Trung mưa dông nắng cháy đang oằn mình chống chọi với những thiên tai lũ lụt cực đoan sau khi cơn bão Noru đi qua. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi của cải, tài sản tích góp của bà con, tạo nên một cảnh tượng đau xót khôn nguôi. Đứng trước nỗi đau mất mát của bà con, lực lượng vũ trang và đoàn thể chính quyền đã lập tức sáng áo đến từng khu vực, từng nhà để giúp dân khắc phục hậu quả. Những người lính áo xanh, anh bộ đội Cụ Hồ lại một lần nữa có mặt khi bà con cần nhất. Sau cả ngày dài hỗ trợ dọn dẹp sau lũ, những người lính buộc lòng nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, tiếp tục cùng bà con khắc phục hậu quả. Bữa cơm vội của các chiến sĩ chỉ là những hộp cơm đơn giản, nhưng ai nấy đều vội vàng ăn no bụng để có thể tiếp tục công việc. Có những chiến sĩ do không đủ ghế ngồi nên họ phải đứng hoặc ngồi xổm ở chỗ đất trống. Đó có lẽ là bữa cơm đơn giản mà vội vàng, chẳng kịp cảm nhận vị ngon của thức ăn bởi những người bộ đội Cụ Hồ còn đang lo lắng cho người dân ngoài kia, lo rằng nếu như chưa kịp sửa lại nhà thì đêm nay bà con ở đâu. Chính trong những lúc khó khăn nhất người ta mới thấy tình quân dân gắn bó khăng khít như thế nào. Bất kỳ khi nào người dân cần nhất, khi đó đều thấy màu áo xanh của những người lính lấp ló trong dòng nước xiết trên những con đường lầy lội bùn đất sau lũ. Trước hình ảnh đầy xúc động của những người lính, người dân cả nước chỉ biết dành những lời cảm ơn, những lời chúc chân thành nhất tới các chú bộ đội. Một số bình luận của bà con cả nước: tuyệt vời tình quân dân như cá với nước, chúc các cháu thật nhiều sức khỏe để nhân dân được nhờ nhiều, mong các anh bộ đội Cụ Hồ có nhiều sức khỏe. Thương lắm các cháu bộ đội vất vả vì dân, ăn không ngon, ngủ không yên, tội lắm. Thương bà con vùng lũ mà cũng rất thương các chú bộ đội đã đến giúp dân, chúc tất cả các chiến sĩ mạnh khỏe, bình an. Trận lũ quét qua các tỉnh miền Trung có thể được xem là một trong những trận lũ lịch sử. Những thiệt hại do trận lũ này để lại vẫn chưa thể thống kê hết. Nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề, tài sản trôi theo dòng nước. Đau xót hơn khi có những gia đình đã không còn đầy đủ chỉ vì cơn lũ. Hiện tại nước lũ đang rút dần nhưng nguy hiểm vẫn có thể ập đến. Chính vì vậy bà con vẫn cần cảnh giác, không nên quá chủ quan. Để khắc phục hậu quả sau lũ, những người lính bộ đội Cụ Hồ cùng các lực lượng khác đã ra quân để trợ giúp bà con. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn những nhà hảo tâm để giúp bà con phần nào ổn định lại cuộc sống. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn mất mát, vất vả của cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt bão lũ vừa qua. Trước tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, cực đoan, khó dự báo, để chủ động ứng phó giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời quyết liệt ứng phó, khắc phục khẩn trương hiệu quả, không để bị động bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết. Có thể nói, để khôi phục hoàn toàn hậu quả sau mỗi đợt bão lũ, không phải ngày 1, ngày 2 là làm được. Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời quyết liệt của chính quyền các cấp, sự chung sức của các lực lượng đoàn thể đã làm ấm lòng người dân trong mỗi lúc khó khăn, qua đó giúp phần tô thắm truyền thống tương thân tương ái của cộng đồng.